Mình sẽ dịch bài The Boeing 787 trong cái trong cái unit 3 Getting from A to B. Cô sẽ dịch cho các bạn nhé. Chiếc máy bay Boeing 787 có tên gọi là Dreamliner, được miêu tả là chiếc máy bay của tương lai. Chúng ta sẽ cùng xem công nghệ mà nó đã tạo nên sự khác biệt như thế nào trong chiếc máy bay này. Cho tới tận bây giờ thì thân của máy bay đều được làm bởi các cái tấm aluminium, và những cái máy bay lớn thì có thể có 1.500 tấm này, và với khoảng độ là 40.000 và 50.000 những cái tấm bằng kim loại để giúp máy bay bay nhanh hơn. Thế nhưng 787, chiếc máy bay 787 là chiếc máy bay đầu tiên được xây thiết kế với tấm thân chỉ một miếng, mà được làm từ một nguyên liệu rất là đặc biệt, được gọi là composite. Và điều này không chỉ khiến cho máy bay nhanh hơn, dễ dàng để xây dựng, mà nó còn khiến máy bay trở nên nhẹ hơn. Và lợi ích chính của việc giảm trọng lượng đấy là rằng máy bay 787 có thể sử dụng 20% nhiên liệu ít hơn những cái máy bay khác mà có cùng kích cỡ, và điều này sẽ khiến là thân thiện với môi trường, environmentally friendly, là thân thiện với môi trường. Và trọng lượng được giảm này cũng có nghĩa rằng máy bay 787 có thể bay được xa hơn những cái máy bay khác cùng kích cỡ, và khi nó có thể chứa tới 210 hành khách hoặc hơn, và đi tới 15.200 km trước khi cần phải nạp lại nhiên liệu. Thỉnh thoảng thì một cái máy bay cũng sẽ cần phải thay động cơ từ động cơ này sang động cơ khác, và đây là một cái quá trình khó khăn và rất là tốn thời gian. Máy bay 787 thì có một cái sự gắn động cơ rất là mang tính đột phá ở trên cái cánh. Điều này có nghĩa rằng động cơ có thể được thay đổi trong một cái khoảng thời gian là ngắn hơn, và trong trường hợp liên quan tới động cơ thì cũng sẽ rất là khác biệt so với những cái trường hợp khác của máy bay. Thì máy bay đã được thiết kế để giảm thiểu tiếng ồn từ động cơ, và điều này cũng có nghĩa rằng là những hành khách ở trên cabin sẽ ít phải chịu những tiếng ồn như những người khác. Và thêm vào cái chuyện là có một cái cabin đỡ ồn hơn, thì những hành khách cũng sẽ được hưởng lợi từ từ việc là những cái cửa sổ thì nó sẽ có một cái độ rộng là nhiều hơn 65% so với những cái cửa sổ khác của những cái máy bay khác, cho phép hành khách có được cái nhìn tốt hơn khi bay lượn trên bầu trời. Và cửa sổ cũng sẽ có một cái đặc tính rất là độc đáo, khi mà cho phép hành khách hoặc là phi hành đoàn có thể điều chỉnh được ánh sáng để chiếu vào. Và điều này là nhờ có một cái chất lỏng ở trên cửa sổ tương thích được với luồng luồng điện, và khi một hành khách hoặc các cái thành viên trong phi hành đoàn ấn vào nút thì dòng điện sẽ tạo ra một cái cơ chế hóa học, mà trong đó thì cửa sổ có thể làm tối cái chất lỏng này. Rồi bây giờ mọi người xem kỹ bài dịch rồi điền nốt những cái câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 nhé.